Nó vậy bay là bạn trai của ông Lê hả? Dạ. Kỳ này con về nước có việc, sẵn xuống tìm Lê luôn. À, mày với kêu hả? Dạ. Nếu nó nói nó là người yêu con Lê thì sao ngày là gì? Vậy tại sao con Lê lại đám cưới với người khác khi người yêu nó đi du học ở nước ngoài? Là sao ta? Là sao ta? Là sao ta? Là sao? Chú ba. Là sao? Chú ba. À, gì? Gì? Lê dạo này khỏe không chú? Mà BT. Dạ. Bình thường. Dạ. Vậy giờ chú dẫn con tới nhà Lê được không chú? Không đó hả? Dạ. Con rất muốn gặp Lê. Không được. Ủa sao vậy? Nó sao chú? Cống trò. Cống trò là sao? Có chồng. Chú. Không phải, tao không phải là chồng nó. Chồng nó là thằng khác, không phải tao. Hèn chi cái bữa đám cưới của nó, cái gì đâu mà tao thấy lụp chụp lấp gấp. Bởi vì tao nghĩ là cái đám cưới này có vấn đề. Nè con, bây giờ bay có ý là gặp con Lê một lần không? Con sẽ về thành phố luôn. Bay à, xuống đây á, rồi gặp nó một lần đi. Gặp để làm gì khi người ta đã có chồng rồi hả chú? Tao biết con Lê xưa nay á là đứa có tình có nghĩa, không lẽ nào làm đám cưới mà nó không báo cho tụi bay biết? Hình như có nó nỗi khổ nào bên trong của nó đó. Nỗi khổ gì chứ? Giờ bay đã xuống đây rồi, cái gì cái cũng phải gặp nó một lần để hỏi cho rõ, để sau đó mày khỏi thắc mắc ấm ức nữa. Nhưng mà bây giờ làm sao gặp? Để tao tính, tao sắp xếp cho hai đứa gặp riêng.